Hello, đây là Vân và Dũng. Vào cuối tháng 9 năm 2024, bọn mình và nhóm bạn đã đến công viên quốc gia Arch ở bang Utah. Công viên Arch là nơi yêu thích của bọn mình. Cảnh quan phải nói là rất đặc biệt với tạo hình của đá sa thạch nâu đỏ với hình dáng ấn tượng và độc đáo. Công viên Arch là nơi tập trung nhiều vườn đá tự nhiên nhất thế giới với hơn 2.000 vườn đá lớn nhỏ hình thành qua hàng chục triệu năm. Lần này đến Arch 2 ngày, bọn mình đã đến được 10 vườn đá. Mỗi vườn đá là một vẻ đẹp riêng biệt thể hiện được sự sáng tạo không giới hạn của thiên nhiên. Vừa chạy xe qua cổng công viên, những bức tường đá màu nâu đỏ đã hiện ra và bọn mình bắt đầu bước vào con đường Scenic Drive, con đường ngắm cảnh của công viên. Trên con đường dài khoảng 18 mai này, bọn mình đã thấy vô số các khối đá lớn tương phản dưới ánh nắng bình minh dọc theo hai bên đường. Bọn mình đã dừng lại chụp hình tại khu vực có tên là Courthouse Tower. Courthouse Tower là một nhóm cục đá lớn trông giống như những khối nhà tòa án hoặc pháo đài Vi Nga sừng sững giữa thiên nhiên. Các cột đá cao lớn này có hình dáng vuông vức, thẳng đứng, gợi lên sự uy nghiêm và hùng vĩ, tương tự như kiến trúc của các công trình công quyền. Tên gọi này xuất phát từ hình dạng đặc biệt của các cột đá. The Three Gossips là ba cột đá cao và thon đứng cạnh nhau, trông như ba người đang tụng lại hàn huyên giữa trời mây non nước. The Organ thì trông giống như cây đàn organ hay còn gọi là đại phong cầm, với các cột đá cao vút thẳng đứng và sát cạnh nhau. Khối đá The Organ gợi nhớ đến dàn đại phong cầm thẳng hàng trong các nhà thờ lớn. The Tower of Babel được đặt tên theo câu chuyện Tháp Babel trong Kinh Thánh vì hình dạng đồ sộ và chiều cao ấn tượng có thể thấy từ xa. Courthouse Tower còn có các khối đá khác như bọn mình vẫn chưa tìm hiểu đến. Cách không xa là The Red Wall, là một dải đá sa thạch cao và dài, trải rộng liên tục theo đường đi. Dải đá này được gọi theo hình ảnh của Vạn Lý Trường Thành và cũng là điểm dễ nhận ra khi bọn mình đi qua lại khu vực này. Tiếp tục đi trên đường Scenic Drive, dễ dàng thấy Balance Rock, làm khối đá khổng lồ nằm trên cột đá nhỏ, gây cảm giác trên vên dễ đổ. Nhưng khối đá này đã đứng vững như vậy bao năm tháng. Bọn mình đã dừng lại chụp hình ở đây, chỉ cần đi bộ một quãng đường ngắn là đến được gần hòn đá này. Từ đường Scenic Drive rẽ vào con đường nhỏ, lên khu vực có tên là The Window Section, làm cùng thể các quần đá có hình dạng như những cửa sổ. Bọn mình ví von gọi nơi đây là cánh đồng các cửa sổ, vì các vòm cửa ở nơi đây quây quần khá gần nhau trên cánh đồng. Từ vòm cửa này, ta có thể ngắm nhìn vòm cửa kia qua những cánh đồng đá nhỏ nhấp nhô bên dưới. Trên cánh đồng là các khối đá dài có tên là Parade of Elephants, là các khối đá tròn ngộ nghĩnh nối tiếp nhau như các chú voi với đôi tay lớn và thân hình đồ sộ nối đuôi nhau trong một cuộc diễu hành. Rất dễ để hiking đến các vòm đá, nhưng để leo lên các ô cửa cũng khá vất vả vì các ô cửa sổ khá lớn, không giống như mình nghĩ khi nhìn từ xa. Double Arch đối với bọn mình thật là ấn tượng do hình dạng độc đáo của nó. Như tên gọi của nó, Double Arch bao gồm hai vòm đá có kích thước rất lớn đan vào nhau. Đây là vòm đá có ô cửa cao nhất trong công viên. Bên dưới như một hang trú ẩn mát mẻ khiến bọn mình ngồi mãi không muốn về. Rất là độc đáo khi ngước nhìn khoảng không bên trên vòm đá được tạo ra từ hai vòm đan xen vào nhau, làm cho Double Arch thật đặc biệt, không giống như các vòm đá khác. North Window và South Window nằm cạnh nhau, thường được gọi là Spectacle vì trông giống như một cặp mắt kính khi nhìn từ xa, được ngăn cách bởi một khối đá ở giữa gọi là Nose Bridge. Đường đến những vùng đá này rất là dễ, chỉ cần băng qua một con đường mòn ngắn. Bọn mình nhận thấy hai vùng đá này là background khá đẹp để chụp hình nên đã dừng chân ở đây khá lâu. So với North Window thì South Window lớn hơn một chút và mình thấy không có gì nổi bật. Đường đi vào cửa sổ cũng rất dễ, nhưng khi leo lên cửa sổ để nhìn xuống cánh đồng xung quanh thì cảnh quan thật là đẹp. Tất cả như đóng khung trong khung cửa thiên nhiên. Bọn mình thích nhất là khi ngồi trên những ô cửa sổ của vườn đá, ngắm ra thiên nhiên và tha hồ liên tưởng các hình ảnh từ những khối đá bị bờ mòn. Từ ở cửa này, Turret Arch hiện ra, thôi thúc bọn mình phải đi bộ qua dưới trời nắng nóng. Turret Arch là vòm đá nhỏ nhất trong quần thể The Window Section này, nhưng nó có hình dạng rất ngộ nghĩnh và phức tạp hơn, với một cái tháp nhỏ nhỏ nằm một bên
và vườn đá nhỏ xíu kế bên vườn đá chính, nên đây cũng xem là một double arch. Nhìn xuyên qua turret arch thì north và south window nhìn cũng rất đẹp. Đi xa thêm gần cuối đường Scenic Drive, bọn mình chọn vào hai vườn đá rất dễ đi vào, đó là Sand Dune Arch và Skyline Arch, đều chỉ đi bộ vào và ra khoảng 0,4 mile. Sand Dune Arch nằm trong hẻm núi nhỏ có đường đi phủ toàn cát. Khu vực xung quanh Sand Dune Arch được bao phủ một lớp cát mịn, giống như cồn cát trong sa mạc. Đây là lý do tại sao vườn đá có tên là Sand Dune. Để đi vào vườn đá, bọn mình đi qua một lối hẹp, mở ra một không gian với cát và vách đá dựng đứng. Trong đó, vườn đá hiện ra nho nhỏ xinh xinh trong khung cảnh mờ ảo với ánh sáng của sự sớm mai. Có lẽ bọn mình may mắn đến đây vào sáng sớm nên đã bắt được khoảnh khắc này. Bọn mình ở lại Sand Dune chơi khá lâu, đi sâu vào bên trong theo những khe đá hẹp. Điều bọn mình thích nhất ở Sand Dune Arch là ánh sáng nơi đây rất đẹp, do Sand Dune Arch nằm ẩn sâu trong hẻm núi. Ánh sáng chiếu qua các khe núi làm cho màu sắc của cát và đá có những cung bậc màu sắc khác nhau. Skyline Arch có vị trí nằm cao trên một vách đá nổi bật trên nền trời xanh, có thể nhìn thấy từ nhiều khu vực trong công viên. Từ xa xa, bọn mình đã có được tấm hình với Skyline Arch. Đường đến gần vườn đá này thì rất dễ đi và ngắn. Nghe nói có thể leo lên được đến ô cửa sổ trên cao, nhưng cần leo trèo qua các tảng đá lớn, nên tụi mình vẫn chưa thử vì mãi lo chụp hình quanh chân vườn. Vào năm 1940, một tảng đá lớn bất ngờ rơi xuống từ Skyline Arch, làm cho vườn đá này mở rộng gấp đôi so với kích thước ban đầu. Dấu tích của vụ rơi đá này ở chân của vách Skyline Arch. Các vùng đá không thể trường tồn mãi mà có thay đổi theo thời gian. Thời gian và thời tiết sẽ làm vùng đá được hình thành cũng như biến mất. Sự thay đổi này thật chậm nên chúng ta cũng khó mà chứng kiến được. Một khu vực mà bọn mình rất thích ở công viên Arch là Devil's Garden. Nằm ở cuối con đường Scenic Drive, Devil's Garden là nơi rất hấp dẫn với nhiều cấu trúc đá và vùng đá tạo nên cảnh quan đẹp và độc đáo. Các trail để đến vườn đá cũng từ dễ tới khó. Bọn mình chỉ chọn những trail có độ khó vừa phải và đã có gần một ngày ở đây để khám phá các trail đến Landscape Arch, Navajo, Partition và Double O Arch. Landscape Arch là một trong những điểm nổi bật nhất tại Devil Garden. Trail Devil lên Landscape Arch gần như khá bằng phẳng, không lên dốc quá nhiều nên dễ đi. Bọn mình đi vào ngày nắng nóng nên cũng hơi mệt. Bù lại cảnh quan trên đường cũng rất là đẹp mắt với các khối đá nên không thấy nhàm chán. Landscape Arch là mái vòm dài nhất Bắc Mỹ, có độ dài là khoảng 306 feet. Nhìn từ xa vòm đá thật là mỏng manh. Các đoạn lớn của vòm đá đã sụp đổ vào năm 1990. Có lẽ vì lý do này mà xung quanh vòm đá đã được rào lại và không cho du khách đến gần như những vòm đá khác. Đây cũng là bằng chứng cho thấy sự thay đổi của đất đá và không trường tồn mãi. Mặc dù phần lớn của vùng đá rơi xuống, nhưng Landscape Arch vẫn như một sợi chỉ rất mỏng tồn tại đến ngày nay. Landscape Arch như một sân khấu, đứng nơi nào cũng có thể thấy được vùng đá, nhưng vì không đến gần, nên hình chụp Landscape Arch không lớn như thực tiễn bên ngoài. Từ Landscape Arch, bọn mình đi bộ thêm một đoạn đường hơn 2 mile để đến 3 vùng đá khác. Con đường này thật không dễ dàng chút nào vì phải leo và đi trên dốc đá cao. Đứng từ Landscape Arch, bọn mình đã nhìn thấy Partition Arch lấp ló trên cao nên cảm thấy rất là háo hức. Sau đó, bọn mình và hai người bạn bắt đầu hiking đến Partition Arch. Trên đoạn dốc này có dấu tích còn lại của Wall Arch. Vùng đá này đã bị sụp đổ vào tháng 8 năm 2008. Bây giờ chỉ còn lại hai tường đá hai bên. Đá sa thạch ở công viên Arch chủ yếu là Entrada và Navajo Sandstone, dễ bị xói mòn do gió, nước và thời gian, tạo nên những cảnh quan địa chất độc đáo khiến Arch trở nên một điểm đến nổi bật nhất trên miền Tây Hoa Kỳ. Khi bọn mình đã leo lên cao, khung cảnh xung quanh mở ra với tầm nhìn bao quát hơn. Những khối đá đỏ đặc trưng của Arch và vùng sa mạc xung quanh hiện ra xa gần, càng thấy rõ từng thớt đá rất ấn tượng. Partition Arch và Navajo Arch nằm gần nhau. Tên gọi Partition Arch xuất phát từ đặc điểm cấu trúc độc đáo của nó.
Vườn đá này có hai cửa sổ và khoảng trống tự nhiên gần kề nhau trên cùng một khối đá, tạo nên cảm giác như có một bức vách ngăn chia tách không gian bên trong vườn. Chính sự phân chia này đã mang lại cho vườn đá cái tên là Partition Arch. Đến Partition Arch, bọn mình đã thưởng thức một bức tranh toàn cảnh bên dưới với màu sắc phong phú của vùng đất đỏ, cam và vàng đặc trưng của vùng sa mạc Utah. Tại ô cửa sổ của vườn đá, bọn mình nghỉ ngơi và ngắm nhìn thung lũng mênh mông. Thật sự là một trải nghiệm rất đáng giá sau đoạn đường leo lên. Navajo Arch nằm không xa Partition Arch, chỉ cách một lối rẽ ngắn. Navajo Arch khá thấp và có hình dạng gần như một mái hiên. Nó tạo ra một không gian giống như một hang động nhỏ, với bóng rồng bên dưới và một khoảng trống nhìn ra phía ngoài. Bước qua vườn đá là một không gian mát rượi, đối hợp hẳn với cái nóng gai gắt bên ngoài. Bên dưới vườn thường được bao quanh bởi cây cối và cát, làm tăng thêm cảm giác thanh bình và yên tĩnh. Từ trong hang nhìn ra, ánh sáng hắt qua vườn tạo nên hiệu ứng ánh sáng và bóng đẹp mắt như một khung tranh thiên nhiên. Trong khung cảnh tuyệt vời như vậy, bọn mình cảm thấy thật thư thái và bình an. Double O Arch gồm hai vườn đá riêng biệt xếp chồng lên nhau, một vườn lớn ở phía trên và một vườn nhỏ hơn ở bên dưới. Hình dạng này gợi nhớ đến hai chữ O. Thiên nhiên luôn làm bọn mình ngạc nhiên với sự sáng tạo không ngừng nghỉ khi tạo ra những vườn đá như vậy. Khi đứng ở vườn đá thấp của Double Arch, bọn mình đã có thời gian thư giãn ngắm vùng sa mạc và các dải đá phía xa và cảm nhận được sự rộng lớn của vùng sa mạc xung quanh. Bên dưới vườn nhỏ, bọn mình cũng có những bức hình đáng nhớ với những góc hình độc đáo qua hai cửa sổ tự nhiên của vườn đá. Double O Arch nằm ở gần cuối Devil's Garden Trail, là một trong tuyến đường đi bộ dài và có địa hình khó khăn nhất tại công viên quốc gia Arch. Để đến được đây, bọn mình đã đi bộ qua các đoạn đường dốc, đá, sa thạch và địa hình gồ ghề, nhưng phong cảnh xung quanh dọc đường rất đáng để khám phá. Treo vào Double O Arch là con đường hiking mà bọn mình rất thích, mặc dù cũng hơi sợ vì dễ đi lạc. Các vùng đá ở công viên quốc gia Arch, Utah được hình thành thông qua quá trình xói mòn khi nước thấm vào các vết nứt trong các lớp đá sa thạch, dần dần phong hóa và tạo ra các thớt đá thẳng đứng. Sau đó tiếp tục xói mòn cho đến khi hình thành các lỗ hổng, cuối cùng phát triển thành vườn đá. Nhiều vườn đá rất mỏng manh và có thể sụp đổ khi cấu trúc không còn bền vững. Và theo thời gian, các vườn đá mới sẽ được tạo ra từ các thớt đá do xói mòn. Khung cảnh trên hành trình hiking đến Double O Arch giúp bọn mình cảm nhận thêm về hình thành các vùng đá. Và thật kỳ diệu khi đặt bước chân trên đỉnh của các thớt đá cao chót vót và ngắm nhìn thiên nhiên bao la kỳ diệu xung quanh. Delicate Arch là vườn đá nổi tiếng nhất trong công viên quốc gia Arch và cũng là vườn đá mà bọn mình yêu thích nhất. Bọn mình đến Delicate Arch lần thứ hai sau 7 năm và vẫn có cảm xúc như là lần đầu tiên. Để đến được Delicate Arch, bọn mình lấy trail đi bộ khoảng 3 mai vào và ra. Đường đi không xa nhưng phải lên dốc đều đặn trên độ cao 480 feet nên cũng khá mệt. Lần đi trail này thời tiết khá nóng, mặc dù đã cuối tháng 9 nên thật là mệt khi phải leo một đoạn dốc dài trên tảng đá lớn không bóng mát. Một trong cái hay của trail này là có nhiều view để nhìn về Delicate Arch. Đầu tiên là từ ô cửa nhỏ ở phía trên cao để thấy Delicate Arch từ xa. Sau khi đi qua một đoạn đường rẽ, Delicate Arch hiện ra như một cổng vườn đơn độc tương phản với khung cảnh xung quanh. Delicate Arch là một vườn đá nằm độc lập trên đỉnh một vách đá. Xung quanh là các vách đá mà bọn mình thấy như một quảng trường và tâm điểm là Delicate Arch. Với ô trống của vườn đá cao 46 feet, rộng 32 feet, Delicate Arch là vườn đá đứng độc lập lớn nhất trong công viên. Đặc biệt lúc hoàng hôn, khi ánh nắng chiều vàng chiếu lên vườn đá, Delicate Arch rực rỡ với những gam màu từ đỏ đến cam, vàng và nâu, tạo nên cảnh sắc huyền ảo, thu hút biết bao du khách và nhiếp ảnh gia. Riêng bọn mình đã hai lần trải ra hoàng hôn tại đây và cảm thấy thật may mắn khi nhìn ngắm được quang cảnh như vậy. Lần đầu đi vào mùa xuân, dãy núi La San phía xa xa còn phủ tuyết rất đẹp. Cũng như mọi người đến đây, bọn mình cũng xếp hàng để check-in cùng vườn đá.
đã cùng nhau nghỉ ngơi, ngắm hoàng hôn trước khi trở về khi trời đã sụp tối. Lần thứ hai bọn mình đến công viên Arch, có nhiều cảm xúc hơn lần đầu tiên. Bọn mình đã cảm nhận được khá trọn vẹn vẻ đẹp muôn màu, muôn vẻ của thiên nhiên nơi đây. Hy vọng sẽ có thêm một lần thứ ba trong một ngày không xa.